Chào các bạn, mình là Sơn và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm quen cái khóa học này sẽ làm quen và lập trình với một cái loại máy tính nhúng, đó là cái thiết bị Pi ở đây. Đó. Thì cái bộ thiết bị này là ở trong trường mình mới nhập về và ở trên thị trường Việt Nam hình như cũng chưa có đâu. Nhưng mà giá của nó khoảng cả bộ này từ cái con máy tính nhúng Pi này, đây này, con Pi này. Cái con mà mình đang cầm trên tay đây. Và bộ cái thiết bị đi kèm của nó đây, đây là bộ một số những cái thiết bị ngoại vi. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Thì giá của nó rơi vào khoảng 200 đô và trường mình mới nhập về. Và chính vì là mình muốn cho các bạn làm quen với những cái công nghệ mà ở trong các trường đại học họ đào tạo, thế nên là mình đã mượn thầy vì cái bộ này cho trường mua. Ở Việt Nam thì mình thấy như là không có, đây là thầy mình đặt cho cả trường mình ấy, trường đặt ở bên Mỹ về. Đây mình sẽ search cái bộ này cho các bạn. Đó là Pi với lại đó, đây của Ditech. Thì mình cũng chưa thấy ở một cái trang web ở Việt Nam nào bán cái bộ này. Nó sẽ có cái gì? Đây này, nó có giá là 149 đô cộng với lại không, đây nó phải là cái bộ này. Đây chính là cái hộp màu xanh này, các bạn thấy đây, cái vỏ của nó thì mình đã bóc ra rồi, được chưa? Đó. Và bây giờ với cái con Pi này nữa, nó rơi vào khoảng con Pi này rơi khoảng hơn 1 triệu, thì nó sẽ là tổng nó khoảng chắc là khoảng mấy trăm đô thôi. Đó thì các bạn mà sinh viên thì rất là khó để có điều kiện để học được những cái thiết bị như thế này. Thế nên là mình sẽ làm cái video này review để cho các bạn xem qua, nhỡ đâu là trong công ty của các bạn học thì mình sẽ tiếp cận nó một cách nhanh hơn. Thì đầu tiên thì mình sẽ ok, thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu các cái thiết bị ở trong cái bộ này vậy. Chúng ta đã có một cái dơ le này. Đó. Chúng ta có một cái cảm biến khoảng cách. Đó. Chúng ta có một cái loa. Chúng ta có bóng đèn cộng với lại ở đây nó là cái biến trở. Chúng ta có một cái cảm biến âm thanh. Âm thanh. Chờ đây. Show sensor đây. Đó. Tiếp theo là chúng ta có một cái button, một cái nút. Đây là cũng là một cái bóng đèn. Yeah. Đây là cái cảm biến. Cảm biến này là cảm biến độ ẩm. Chúng ta có một cái cảm biến này là cảm biến ánh sáng như kiểu quang trở ấy. Đây, light sensor này. Là quang trở ấy. Chúng ta có một cái bóng đèn nữa. Rồi, rất là nhiều dây điện. Tiếp theo đó là một cái biến trở. Và một cái màn hình LCD. Đây là một cái màn hình LCD, mình sẽ bóc nó ra sau. Ok, khi nào mà mình làm đến cái video có sử dụng LCD thì mình sẽ bóc nó ra. Chúng ta có một cái dây mạng LAN theo chuẩn RJ45. Để các bạn có thể cắm vào cổng của cái con Pi này. Đây đây, các bạn nhìn thấy cái cổng này. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có một cái cáp micro USB để cấp nguồn cũng như là nối cái con Pi của các bạn với máy tính. Và mình sẽ phân tích con Pi này một chút. Đó là nó gồm các cái cổng sau. Thứ nhất là cổng Ethernet. Ngoài ra nó có 4 cổng USB. Ngoài ra đây là còn một cái thiết bị. Này là thiết bị này cũng đi kèm theo bộ này rồi. Nó sẽ có chức năng là phát wifi cho các bạn, như kiểu là cái wifi hotspot ấy của Dexter. Đó, của Dexter. Ok. Và mình sẽ cắm vào một cái cổng USB bất kỳ nào đó. Ngoài ra thì nó sẽ đi kèm một cái thẻ nhớ. Mình sẽ tháo cái thẻ nhớ này ra cho các bạn xem. Đây. Cái thẻ nhớ này là một cái thẻ nhớ 8GB. Rồi.
Và bây giờ chúng ta có thể thấy là nó sẽ có một cái bảng trắng ở bên trên này, thì gồm rất là nhiều các cái cổng để chúng ta có thể cắm các sensor vào. Và ở trên đây, nếu mà các bạn để ý chi tiết nhìn kỹ hơn thì các bạn nhìn thấy nó sẽ đánh số. Ok, cái iPhone của mình nó bị ngắt một chút.